cây nơi chuông. Đây là những cái thân nơi chuông, nếu mà nó còn non thì chúng ta có thể lấy ra làm cắt ra làm gỏi, hoặc là xào ăn luôn các bạn, xào ăn rất là ngon luôn. Đây những thân nơi chuông lớn, thân nó gì mà rất là mềm, không nhũng như là cây bạc hà vậy. Có những thân non là có thể làm gỏi là xào ăn được luôn, rất là tốt.